Rồi cho anh em tiếp tục lên sóng cho anh em thêm một chục máy riêng 100 ha thanh lý. Đây là máy rã xe thanh lý tại Việt Nam mình ha. Thì đây tình trạng máy là máy zin. Máy này là nó lên vô lăng lửa 6 cục rồi nha anh em. Lên vô lăng lửa 6 cục rồi. Tình trạng máy thì nói chung là máy rã xe thanh lý mê giá bèo. Thì máy này là mình bán là mình còn bao nổ cho anh em. Bao đồ zin nè, đầu lòng đồ nguyên zin hết. Đó. Đẹp. Giá thanh lý mùa dịch luôn. Xác máy này mình bán cho anh em giá là 3 triệu nha. Đó, máy rim 100 nha anh em. Thanh lý cho anh em 3 triệu. Đó, máy còn màu đẹp. Mã đầu ET25 nha. Úp máy zin bao nổ cho anh em, máy còn sống nha. Hàng đã xe thanh lý thì Việt Nam mình đó. Còn anh em mà hỏi máy này bao đầu nồi chưa rớt này kia chắc không có nha anh em. Anh em muốn tìm kiếm cái máy nguyên zin đầu nồi chưa rớt này kia thì anh em bỏ ra tầm mười mấy 20 triệu gì sẽ có cục máy rim theo ý của anh em là đầu nồi chưa rớt các kiểu ha. Hôm nay mình bán gọi là bán sát giá rẻ đó. Nguyên cục này mình bán cái giá là chỉ 3 triệu thôi. Máy này lên qua năng lửa 6 cục nha anh em. Chỉ vậy thôi ha.